Chào các bạn, vừa xem vừa phải nín thở. Đó là cảm giác của khán giả khi chứng kiến trận cờ sau đây. Cuộc gặp giữa những đấu thủ hàng đầu Trung Hoa, Trần Duy Đồng, Thiếu Hiệp Thủ Sơn và Triệu Mâm Lục Mạch Thần Kiếm. Hoàn toàn không thể nào có chỗ cho sai lầm khi một cao thủ phía xe ở hình cờ xem như là quyết định. Và hãy cùng xem lần gặp giữa họ năm 2018 giải quốc thủ tái toàn Trung Quốc. Ở trong cuộc này thì Trần cầm tiên qua cung phó xuất trận, Triệu đối bằng bưng bảy, Trần đưa ngựa nhảy lên, Triệu mã tám tiến bảy. Trần quyết định là bất động xe cánh phải, dùng mã tám tấn bảy phát triển trước. Giờ Triệu tưởng ba tiến năm, lúc này Trần mới theo xe thì Triệu Mâm mã bảy phóng lên cửa hà tiền phòng nhập cuộc. Thấy vậy Trần Duy Đồng bất động cả hàng chốt của mình, đưa xe chín tiến một khởi hỏi ngay, và Triệu lại bình phó vào. Nước cờ bắt buộc cần phải làm để ngăn chặn đối phương lấy xe chín điều sang đánh đuổi. Còn nếu như mã sáu hoặc là tiến bốn hoặc là tiến ba đạp được chốt thì e rằng chỉ cần tận dụng cả pháo mã xe, Trần đủ sức để vây lên một cô quân thâm nhập mà Triệu sớm một gì cũng bất lợi. Còn tới đây Trần dùng xe phải lao qua, âm mưu rõ ràng cơ bản đe dọa vào bưng trung lộ hay là chuẩn bị thò xe vào chia cắt đối phương. Bởi vậy Triệu dùng mã sáu tiến lên là việc không thể nào chậm chế được. Nhưng nếu như tiến bảy lập tức thì pháo sáu chỉ cần tấn một. Lựa chọn tới đây của Triệu là bưng bảy dốc lên ngay, mã đang cần trực tiếp đuổi lấy xe và tử dưng lại có chốt qua hà. Và Trần lại dùng xe này bừng vào đánh đuổi. Triệu đưa bưng bảy tấn một ngay mời đổi. Trần Duy Đồng lấy xe này thoái lui mà diệt. Triệu cũng làm vậy, đưa bưng bảy tấn một. Giờ Trần cũng mở chốt hướng bên kia, chuẩn bị có thể phi ngựa này lên. Ít nhất là quân chốt đường bảy mặc dù đã qua hà của Triệu chẳng còn có cửa thoát nào cả. Triệu xe chín tấn một khởi hoành cũng chỉ vì lý do này. Sau khi Trần đưa mã này nhảy tới, lập tức đã điều xe vào giữ căn quyết liệt. Và Trần Duy Đồng tưởng 3 tiến 5. Tất nhiên cũng là bộ tường, nhưng nước tường ở phía mặt phải lại cần kíp hơn cả. Tới đây cặp pháo đang còn đuổi lưới chốt của Triệu, bởi vì Triệu chỉ có thể dốc chốt tới. Và quân tường nếu như là tường 7 tiến 5, thì trong hình cơ này, về phía của Triệu Mâm đơn giản nhất là dùng chốt lại gọt đi một tường của Trần Duy Đồng. Còn tới đây thì Trần đã phòng thủ toàn vẹn, lấy pháo 8 tạt ra đường biên, chuẩn bị gây một áp lực về hệ thống cả tam tử còn lại còn án binh bất động của Triệu Mâm. Tức là nước cờ, lấy xe 9 bình 8 lộ diện ngay, hay là lại tiếp tục mở chốt biên. Triệu Mâm xe 1 tấn 1 khởi hoành, và Trần Duy Đồng bằng xe qua. Có vẻ như là một nước cờ nguội, nhưng đây cũng có thể phát biểu được rằng, chừng nào mà cả cặp xe của Trần Duy Đồng có thể kiềm chế vào cặp pháo của Triệu Mâm, thì chừng đó việc đưa mã đường 2 phát triển là chuyện chẳng thể nào khả thi. Triệu trong hình cờ này đưa pháo 6 tạt đường 8 ngay. Chỉ cần nước cờ tiếp tục là pháo cắm lên đã quá đủ, kết hợp với xe và chốt còn lại thế công tam tử, nhưng Trần sẽ sớm vỡ trận. Tại vì quá cung pháo, sức mạnh tiến công thì rõ, nhưng cũng có một điểm yếu cần phải bàn, ai cũng biết cả. Tức đại ý nôm na, phân bố quân không đều, cánh trái thì mạnh, cánh phải thì yếu hơn. Bởi vậy Trần chỉ có thể lấy C4 bằng 2 ngăn chặn, và Triệu cũng chỉ cần đưa C1 bằng 6 ngay. Ra một thế công nhất định, hai xe, một chốt và một pháo đường 8. Triệu có vẻ như đang làm chủ hoàn toàn, chỉ cần đưa một chốt qua hà, nhưng sức mạnh tiến công chẳng đơn giản. Tiếp tục sẽ là gì chốt 7 bằng 6 mà thôi. Kinh thành của Trần Duy Đồng vừa mới vào trận nhưng đã bị đe dọa. Tới đây, Trần dùng pháo biên quay đầu ngay. Xem như nước cờ này của Trần Duy Đồng mang ý nghĩa phòng thủ sẽ là câu trả lời xác đáng hơn cho nước cờ lấy pháo để tách biên. Không phải là chỉ mỗi việc lấy xe đường 8 để lộ diện, mà âm mưu để chế ngự vào quân chốt đường 7. Còn nếu như để cho đối phương tiểu quỷ phách môn, tức là chốt 7 bằng 6 vào, Trần sẽ phải lâm nguy. Còn tới đây chốt chẳng những là không bình vào được, mà đứng trước hiểm cảnh. Câu trả lời của Triệu Mâm là xe 7 tiến 3 mời đổi quân. Nếu như Trần lấy xe này tiêu diệt vào thì sao? Tưởng 5 chỉ cần tấn 7, nhưng việc đầu tiên sẽ xem xét là pháo 8 cầm chiếu trước. Còn hai lựa chọn để Trần có thể giải nguy cho nước cờ chiếu của đối thủ, hoặc là tưởng 5 quay về tất mất mạng. Triệu lấy xe này chém sĩ tướng thượng lầu, rồi lại móc chủ lực vào. Tướng quân chỉ còn đúng lộ chạy là đường 6 mà thôi. Lúc này pháo 8 sẽ quay lui, sĩ buộc phải dương lên, rồi tử nạn, tức là xe này tiêu diệt, tướng quân thoái một, và lại pháo 8 cắm thẳng, tường này phải gác đi, và binh 7 tiến 1 lập được công trạng.
Cho nên điều đó có nghĩa là gì? Sau nước cờ tiến pháo về phía của đen, thì trình buộc phải là di 4 tiến 5. Giờ lúc này mới lấy tưởng 5 tấn 7 để diện. Cũng chỉ là màn đổi xe. Thậm chí tới đây triệu còn dũng mãnh phế luôn cả pháo lẫn ngựa của mình. Nhưng thế công của trình thì chưa thấy đâu cả. Đối diện lại là một kinh thành với lỗ thủng rõ to. Cả cánh phải bên kia đang bị xuyên thủng bởi thế công bằng tam tờ cực mạnh của đối phương. Còn chốt đường 7 nếu như tiếp cận vào, chẳng khác nào là một chiến xe thứ hai cả. Bởi vậy cho dù có đắc bao nhiêu quân thì nước xa khó cứu nổi lửa gần. Trình đương nhiên chuốc lên phần bại. Qua biến đi như vậy để chúng ta có thể lý giải được trong hình cờ này nước cờ dâng xe của Triệu cao tới bao nhiêu, để ép buộc Trình Duy Đồng sẽ phải lấy xe 2 để rút chạy. Rời về tuyến đáy là có lợi nhất cho đường hướng phòng ngự. Triệu mới tiếp tục đưa ngựa để phát triển phóng thành quải giáp. Thứ tử đã ổn thỏa hơn, tức là so với cách mã nhảy quải giáp trước mà chiến xe còn chưa lâm trận thì khó điều động sang. Còn sau khi xe 1 tấn 1 rồi lại hoành sang lỗ bên kia, tiếp tục là mã nhảy phía sau. Bởi vậy đội hình để tiến công lẫn phòng ngự của chiếm hâm được tổ chức linh hoạt, đa biến và kiên cố hơn. Tới đây Trịnh Duy Đồng dùng pháo 9 bằng 3 để chém lấy chốt, và chiếm hâm lấy xe 6 tiến một mạch đuổi vào mã sườn. Trịnh thấy vậy đã điều phó sang giữ quân. Giờ chiều xe 7 tiến 2 quản lý binh, ít nhất là đe dọa vũ binh trung lộ. Tất nhiên đây là một nước tiên cực mạnh, bởi vậy Trịnh chỉ còn lựa chọn là xe 8 dâng lên để giữ được một tuyến ngang quan trọng. Chiều tiếp tục lại dốc cho 5 của mình, tức là thêm một nước cờ nữa, bằng 5 sẽ ủi tới ngay. Trịnh Duy Đồng dừng mã 6 thoái về đường 7. Còn nếu như dùng pháo này tiêu diệt lên quân ngựa của đối phương thì thành thử là bê bết cả. Không những là cuộc đổi, tức là chiều tới đây lấy xe 6 bằng giang, mà viễn cảnh đau thương lại tiếp theo Trịnh Duy Đồng không tài nào có thể đối phó nổi. Hai pháo phải chọn lựa, mất quân nào cũng thua. Còn quay trở lại như lựa chọn thực chiến đã bàn, Trịnh dùng mã 6 thoái về đường 7. Lấy thoái nhưng không phải vì vậy mà bị đánh lui. Thứ nhất, đòn cờ dùng binh 5 tiến 1 không làm được gì. Tới đây Trịnh chỉ cần lấy pháo này tiêu diệt vào mã, tự dưng lợi quân. Bởi vì chiều sẽ phải mã 4 tiến 5 để tháo chạy. Trịnh tiếp tục lại dâng pháo tấn lên một nước. Mã này bảo kê lấy chốt, đuổi lấy xe. Xe của chiều rút chạy, lại tiến 1 nhòm tường. Và Trịnh chỉ cần pháo 6 dâng lên. Đội hình tới đây từ từ để sắp xếp ra một thế quân quy củ, đuổi lấy xe của chiều. Chiều lại dùng xe 7 tấn 1. Và Trịnh Duy Đồng có phải là bổ dưới lên như chúng ta sẽ lựa chọn? Câu trả lời của Trịnh là dùng pháo này để bắn dưới ngay. Có phải là một đòn thí quân liều mạng? Khi Triều lấy tướng này tiêu diệt thì sao? Trịnh chỉ cần đưa ngựa nhảy tới ngay, vừa chiếu tiếp tục, tướng quân phải vào. Rời mã 6 tiến 5, bỏ trước rồi đoạt sau. Hay nói chính xác là một thương vụ trao đổi để mang lại cho Trịnh Duy Đồng một khoản hời cực to. Một sĩ của Triều đã bị bắt gọn. Bởi vậy mà Triều sẽ phải cực kỳ vất vả đối diện với thế công còn đầy đủ binh chủng xe pháo ngựa của đối phương. Lúc này giả thử xe 6 quay về hai trường thì mã 5 cũng chỉ cần tấn 7, kiểu gì cũng đổi được. Và thế liên hoàn giữa cặp pháo cánh đã không còn. Chiều lành thì ít mà giữ thì nhiều. Cho nên ở ngay tại đây, sau quy trình vác pháo để bắn dĩ, thì Chiều dùng mã 5 tiến 7 như là một đòn cờ rút chạy. Trịnh cũng dùng pháo để tháo về ngay, lại rời đúng hai trường. Kiểu gì cả cặp pháo của Chiều cũng đang rơi vào hỏng của đuôi xe phía Trịnh Duy Đồng. Bởi vậy chẳng còn cách nào khác là tiêu đổi. Còn nếu như tháo chạy đi bất kỳ một quân nào thì cũng thiệt to, hoặc là pháo 6 bệnh 2, hoặc là tiếp tục xe 8 tấn diệt. Bởi vậy chiều, pháo 8 quật sang, và tới đây Trịnh Duy Đồng lấy xe bắt pháo còn lại, đuổi luôn cả pháo sườn, pháo 4 rời chạy về, rồi lại tiếp tục. Trịnh di 6 tiến 5 phòng ngự là một nước cờ tiêu chuẩn để mang ý nghĩa ngăn cản chiến xe này có thể điều động sang quấy rối vào pháo lẫn ngựa của mình. Vở thứ hai, nếu như chiều dùng xe 6 bệnh 3 để chém chốt thì toi mạng. Trịnh chỉ cần vác pháo thoái lui, hoặc là xe đường 7, hoặc là chủ lực còn lại, mất quân nào cũng thua to. Bởi vậy tới đây thì chiều dùng xe 7 bằng 6 vào, và Trịnh Duy Đồng pháo 6 bằng 8 trước. Chiều lại xe 6 tiến 5 phòng ngự, thì Trịnh xe 8 bằng 7. Để âm mưu rõ ràng cho nước cờ dịch pháo rồi kê xe, là pháo 8 cắm thẳng một mạch kinh thành của chiếm hâm, chỉ còn đúng một sĩ chắc chắn sẽ tan hoang. Bởi vậy cũng chỉ còn đúng lựa chọn pháo 4 bằng 2 để cấm cản.
Trần lại dùng pháo 8 dâng lên ngay. Tiếp theo sẽ chuẩn bị cho một đòn đánh rất cao cường của mình, mà Triều chẳng biết làm sao hóa giải, chỉ còn cách lấy tướng quân xuất cố ngay. Rồi Trình Duy Đồng trả lời, pháo 8 tạt biên, chuẩn bị có thể cắm lên quấy rối được. Xe pháo một cánh mời tướng của giặc thượng lầu 2, rồi chiến xe này ở cánh còn lại. Chẳng khác nào là Trình Duy Đồng đâm bài biển, xong xe gọi hồn cả. Triều làm sao đây? Câu trả lời, mã 7 tiến 6 ngay để kiếm tìm cơ hội. Trình Duy Đồng đưa pháo 9 tấn 1. Thì bất ngờ nhất của cuộc cờ chính là đòn cờ này của Triệu Hâm, dùng pháo 2 tấn chiếu ngay. Một cú phản pháo cực kỳ ngoạn mục khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Phương án phòng thủ đầu tiên về phía của Trình phải là mã này thoái lui mật diệt. Thì Triệu sẽ làm được gì? Xe 6 chỉ cần bằng 5. Nếu như lựa chọn C4 tấn lên, thì mã 6 chỉ cần tấn 7. Tướng có tháo chạy lộ bên kia cũng toi mạng, tại vì xe này chỉ cần bành sang sát cùng ngay. Vậy thì sẽ còn những cách nào để phòng ngự ngoài nước cờ là dùng mã quay về này. Tới đây, sau khi xe của Triều bành vào tiêu diệt, nếu tướng quân có chạy thì cũng thua, bởi vì xe 6 bành sang ngay, không đỡ nổi. Cho nên quay lại một chút, thì sau nước cờ tiến pháo của Triều, thì Trình buộc phải tìm cách khác mà phòng ngự, còn dùng mã này diệt pháo thì thua. Cách thứ hai là gì? C5 thoái đáy ngay. Nhưng có vẻ như phương án này cũng chẳng thể nào ngăn nổi sát cục, mà Triều vẫn vậy là xe 6 bậc 5. Làm cho Trình Duy Đồng chỉ còn cách buông bản trong tức thời. Cho dù quân người này có diệt hay là sĩ gác lên cũng đều bị mã 6 tấn bại cả. Thật sự là một sát chiêu làm cho người ta phải kinh hãi. Vậy cho nên trong hình cờ này, lựa chọn cuối cùng bắt buộc của Trình Duy Đồng phải là tưởng thoát ra cánh biên. Và Triều sẽ tìm cách nào? Chẳng hề có gì biến chuyển cả, tới đây vẫn là xe 6 bậc 5, một đòn cờ không thể nào thiếu được. Trình Duy Đồng nếu như dùng mã 7 quay về thì thua trận, còn lựa chọn lấy C4 tiến 5, Triều cũng dùng pháo 2 bậc 8 ngay. Xem như cuộc đổi, và chính Triều đã trả lại một đòn y nguyên cho đối thủ, tức là bỏ trước, đoạt sau và vẫn lời về một sĩ, như chuyện mà đối phương đã làm với quân pháo ở ngay đường sườn của mình vậy. Và hẳn nhiên đã bày biển ra thế cờ này, thì Triều sẽ còn nhiều hy vọng hơn với thế công bằng tam tử, xe, pháo, lẫn ngựa. Khi mã 6 chỉ cần tiến 7 là nhảy chiếu được, hoặc là tấn đường 8, giờ chuẩn bị lấy xe này tấn lên sát chiếu ngay. Bởi vậy, Trình Duy Đồng khi mà quân ngựa này không theo kịp, sẽ có chút vất vả hơn. Còn trong thực chiến, thì Trình tới đây không phải lấy sĩ 4 tiến 5, mà quyết định đưa tướng quân xuất công ngay. Chiếm hầm lại dùng xe 5 bẩn sang để chiếu tướng tiếp tục. Trên này đã ép buộc, Trình nếu như tướng 6 vào trung lộ thì mã 6 tiến 7 và Triều thắng cờ. Còn tại vì sao phải là nước cờ ép như vậy? Để cho Trình lấy tướng 6 tấn 1 mà diệt, giờ Triều có thể dùng pháo 2 bằng 8 ngay. Vẫn là cuộc đổi cuối cùng đã thực hiện. Nhưng có vẻ khác với hình cờ vừa rồi một chút là tướng của Trình Duy Đồng đã vào một vị trí an toàn hơn. Còn Triều Hâm phải đổi chiến xe vừa rồi, nếu như chẳng thì xe 7 chỉ cần tiến 2, giờ tiếp tục là xe 2 tấn thẳng để gọi hồn dư sức vậy. Còn tới đây, cuộc chiến sẽ tiếp tục với mỗi vị còn ra thế tam tử và rất căng thẳng. Trình lấy xe 7 tấn 2, tướng quân leo lầu rồi lại rời pháo biên thoái 1. Và Triều xin này đã đỡ lên. Trình thấy vậy, lấy xe 7 bằng 3 rút chạy, đoạt được thêm một tường. Triều lại dùng pháo 8 thoái 1 ngay. Chờ đợi cho một việc là dùng mã 6 tiến 7 ra thế công bằng tam tử. Trình đã dùng xe 3 tháo chạy về phòng ngự. Sau khi Triều đưa ngựa này xô lên, thì Trình tiếp tục C4 tiến 5. Giờ Triều lấy xe 6 quay trở về, phế mã nhưng chuẩn bị có thể bẩn ra một nước sát cổ. Bởi vậy, Trình Duy Đồng pháo 9 bẩn vào ngay. Và xem như với lựa chọn này đã kịp thời chặn đường hướng tiến công duy nhất của Triệu Hâm, không thể nào phế ngựa để tàn sát được, tức là xe 6 bẩn sang đã bị đối phương chặn đứng từ trước. Vậy thì quay trở lại một chút, có phải là nước cờ gác xi lên của phía Triệu Hâm là tùy tiện, tức là tới đây chỉ cần xi 5 tấn 6. Giờ Trình lấy xe này bẩn sang mà chém tưởng, sau khi Triều dùng pháo 8 quay về thì hoàn toàn có thể phòng ngự bằng việc lấy xe 3 rời lui. Tới đây sau khi dùng mã 6 tiến 7 thì xi 4 lấy tấn 5, rồi lại tiếp tục lấy xe 6 quay trở về. Và Trình có thể rất khó khăn để chống đỡ nổi việc lấy xe bẩn sang vỗ mặt của đối phương. Nhưng chuyện này Trình cũng còn có một phương án giải khác, là dùng mã 7 tiến đường 6 ngay. Nếu như là xe này bẩn sang, thì Trình sẽ còn có cách khác là xe này tấn chiếu, tướng quay về,
rồi lại lấy xe ba rời về cửa hàng để giữ được. Thế công này của Triều cũng chẳng thể nào dễ dàng để tác hợp. Vấn đề đáng quan ngại nhất là quân mã đường bảy của Triều lại chẳng có quá nhiều không gian để hoạt động. Còn quay trở lại với trận thực chiến, lúc này một phương án phòng thủ rất đặc sắc của Trần Duy Đồng là nước cờ khe phá vào chân sườn, dùng sĩ của đối phương làm ngòi. Bởi vậy, khả năng tiến công của Triều xem như đã triệt tiêu. Chừng nào mà không thể nào điều xe để tấn công sang hướng bên kia, ít nhất là mặt sườn hay là đường hai chẳng hạn, thì chừng đó việc tam tử của Triều sớm muộn cũng bị đánh cho tan tành. Áp lực nguy hiểm nhất là quân xe đang còn đe dọa vỏ mã lẫn pháo bên kia. Còn giả thử nếu như quay trở lại một chút, có cách nào khả thi hơn biển đánh này? Câu trả lời là không phải đưa ngựa để xô lên nhảy chiều tướng trước, mà là dùng binh năm tiến một ủi qua được hà. Rồi Trần Duy Đồng lấy chốt này tiêu diệt, thì chỉ cần mã 6 tiến 7, di 4 buộc phải tấn 5. Rồi tới đây mới dùng xe 6 để tiến 1 để xét cổ. Việc pháo này có thể kê vào, nhưng mã chỉ cần quật tường, tướng leo lầu, thì mã 5 thoái về đường 7. Chuẩn bị là cho việc xe 6 bằng 3 hoặc là bằng 2, thế công của Triều bởi vậy sẽ dễ dàng để tổ chức hơn cả. Còn lúc này thì tiếp tục, Triều không thể nào tiến công được, bởi vậy xe 6 đã tiến lên. Và Trần Duy Đồng lấy pháo 6 bẩn sang một mảnh, Triều đưa pháo 8 quay đầu về. Cần phải vậy, xe thì giữ cân vào ngựa xem như đã bắt buộc phải làm, để chuẩn bị pháo 8 này bẩn sang lỗ bên kia, công sát vậy. Trần Duy Đồng đã lấy xe để theo pháo ngay đánh đuổi. Pháo của Triều lại tấn chảy một mảnh, nhỏ mã. Thì tới đây Trần Duy Đồng lại dùng xe quay lôi, pháo của Triều cứ chạy về vậy. Tiếp diễn mãi, chính Trần Duy Đồng đang phạm luật. Bởi vậy tới đây Trần thay đổi, lấy xe này tấn chiếu. Tướng 6 quay về một thì pháo không thể nào điều động, có nguy hiểm với xe lẫn ngựa đang bị giam cầm. Triệu Hâm đưa tướng tấn lầu 3, quyết tâm đánh cược một phiên cuối cùng, được ăn cả ngã về không. Trần Duy Đồng dùng pháo 8 thoái một để chuẩn bị. Và Triều cho dù có bằng pháo sang, nhưng sĩ không thể nào di chuyển, bởi vậy chỉ cần lấy xe này bằng sang đánh bất ngờ. Và Triều lấy pháo 4 bằng 5 vào, Trần lại dùng xe tiến một ngay. Chỉ còn đúng cách là đưa tướng tấn lầu, rồi lấy xe này chém luôn cả sĩ. Trần Duy Đồng dùng tướng 6 thoái một, còn nếu như không thì chuyển quân xe này rút đi, việc cũng giống nhau cả. Tới đây Trần lấy xe 6 tiến một, Triều buông cờ mà thua. Khi thế công còn chưa thấy đâu cả, mà việc mất tiếp một quân là điều không thể nào tránh khỏi, Trần dư sức để tàn sát đối phương. Một trận cờ long tranh hổ đấu cực kỳ hấp dẫn giữa nhì vị cao thủ. Còn video này chỉ tới đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.